Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước đang có những hoạt động thiết thực hướng về kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng trăm đại biểu từ khắp các vùng miền đại diện cho hàng triệu gia đình người có công trên cả nước. Theo con số của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công, chiếm 10% dân số. Hiện nay còn gần 1,5 triệu người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi của nhà nước. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, với truyền thống và đạo lý của dân tộc, 65 năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong điều kiện còn khó khăn, song Đảng và Nhà nước vẫn làm tất cả những gì có thể để chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho những người có công. Đền ơn đáp nghĩa đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của cả dân tộc. Tại hội nghị, các tham luận của các đại biểu là người có công đã cho thấy họ thực sự là những tấm gương sáng về đức hy sinh, về sự vươn lên, nối tiếp truyền thống anh hùng trong học tập, lao động và sản xuất. Trở về từ chiến tranh, dù vẫn mang trên mình nhiều thương tích, nhưng họ vẫn luôn nghĩ về đồng đội đã ngã xuống, nghĩ về những giá trị của quá khứ trong cuộc sống hôm nay. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhắc lại lời khẳng định của Bác Hồ kính yêu. Máu đào của liệt sĩ đã làm cho lá cờ thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Sự hy sinh đó đã làm rạng rỡ dân tộc ta để tổ quốc ta sống mãi. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương ý chí, nghị lực của những đại biểu về dự hội nghị lần này và nhấn mạnh đất nước tự hào, biết ơn và khâm phục các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Kế thừa truyền thống dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước cùng với toàn xã hội đang làm hết sức mình để đền đáp công lao đó, với mục tiêu người có công phải có cuộc sống tốt hơn mức sống trung bình tại địa phương. Hệ thống chăm sóc và phục vụ cho người có công không ngừng được mở rộng, chế độ được nâng lên, điều đó mang một ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc trong điều kiện đất nước ta còn nhiều khó khăn. Những đồng chí được biểu dương. Tôi xin đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp các ngành, các địa phương cần phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục và triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, bổ sung cơ chế chính sách của nhà nước đối với thân binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức xã hội tiếp tục động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm với người có công với nước, tham gia tích cực với nhiều hình thức phong phú, năng động, sáng tạo vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm cho phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước thật sự trở thành một phong trào xã hội rộng lớn, đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn thân nhân gia đình các liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tùy theo khả năng đóng góp cho đất nước, trở thành những tấm gương sáng, là niềm tự hào và động viên toàn xã hội. Trước khi dự hội nghị, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đại diện các ban ngành, các tổ chức xã hội đã thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Quân khu 5. Theo báo cáo của lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ của vùng ngày càng nặng nề, nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao chất lượng trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ nhân dân trong bão lũ. Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đề nghị Vùng 3 Hải quân khắc phục khó khăn, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xử lý đúng đắn và kịp thời các tình huống phát sinh trên biển, đồng thời kiên quyết giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị hợp tác với các quốc gia trên Biển Đông và khu vực để tạo điều kiện thuận lợi xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của Bộ Tư lệnh Vùng.
Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến vai trò quan trọng của địa bàn trên các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong phát triển kinh tế xã hội, đề nghị quân khu cần làm tốt công tác dự báo tình hình, nghiên cứu và tìm hiểu sâu nguyên nhân một số sự việc mới phát sinh ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Quốc phòng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí các tình huống kịp thời, chính xác, không để bị động. Chủ tịch nước tin tưởng với bề dày truyền thống qua hai cuộc kháng chiến, quân khu 5 sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.